cho các bạn đến kinh xe phong cách 24 giờ. Quay khái 105 độ miễn chơi của dân chơi Sài Gòn. Có chung nền tảng với khung và phục và động cơ của chiếc Full 2 105 ở Việt Nam. Tuy nhiên quay 105 có số lượng rất ít hơn ở nước ta. Tuy nhiên những chiếc quay 105 thường được những người ưa chuộng để tạo là những món đồ kiện hay phong cách Thái, tương tự như xe trong bài này. Được một biker Sài Gòn đầu tư để đậu lại, chiếc xe số phổ thông hàng hiếm quay 105 đã trở nên cực kỳ bắt mắt hơn theo phong cách kiện Thái. Toàn bộ phần thân xe được sơn lại và đi kèm đúng với tông màu xanh bạc ở phiên bản quay A125 Thái. Đồng thời phía trước đầu xe cũng được chủ nhân gắn thêm cái giỏ đúng theo phong cách kiển. Dàn chân chiếc xế được chủ nhân chú ý tới khi được trang bị cặp vành Excel bằng nhôm nhựa màu tông xịt tông với thân xe, đi kèm với bộ đĩa độ Helrebo dây dầu Sabet nằm ở phía trên tay lái của chiếc xe, với hàng loạt những món đồ chơi hàng hiệu như cụm phanh Rebo, bình dầu Behringer, cụm tay lái Vicena. Bên cạnh đó là cái yếm trái của chiếc xe còn có sự xuất hiện của cây trợ lực Holden giúp xe ổn định hơn. Khối động cơ nguyên bản của chiếc Web 105 được độ dẫn vẫn nguyên, trang trí lại dưới dàn ốc vít màu sắc. Có một sedan SOC 2 van nằm ngang, động cơ này đem tới công suất tối đa là 9,1 mã lực, vô man sáng cực đại là 10 Nm. Ngoài những con ốc đầy màu sắc, với cổ bô chiếc xe cũng được thay thế bằng cổ bô Titan để giảm nhiệt, lớp bô chống nóng đẹp mắt. Trong khi đó, cái bàn để chân cho người ngồi phía sau ở hai bên cũng được tiện lỗ CNC độc đáo. Điểm đặc biệt của bản độ này đó không phải là cái bàn để chân, tay nắm của chiếc xế cũng được tiện lỗ CNC, sau đó được sơn màu bạc nguyên bản, tăng thêm phần điểm nhấn cho chiếc xe. Dù vẫn giữ lại hệ thống phanh đùm sau, nhưng cặp phục nguyên bản của chiếc Quay 105 cũng được thay thế bằng phục Nachi, giúp xe ổn định hơn khi vận hành. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.